Thì các bạn đã biết tối qua Konami vừa mới ra banlist. Và bây giờ mình sẽ thử phân tích banlist đó cho các bạn coi, coi Konami đã làm cái gì nha. Let's go. Intro. Intro dễ thương không? Không thỉnh lặng. Đầu tiên sẽ là những kẹp ban. Khách mời đầu tiên là Fairy Tail Snow. Vì sao kẹp này bị ban? Thì các bạn có thể thấy nó quá cơ động. Khi nó được send xuống mộ rồi, bây giờ rất là nhiều deck có thể appeal, có thể access vào combo của mình và send con Snow xuống. Combo rất là đơn giản. Có thể KSU là đạo xong rồi send xuống, hoặc là con Syndro, con nào Shooting Rising đúng không? Xem xuống Snow có thể tự nhảy lên và target một monster gớ úp mặt nó lại. Bây giờ rất là nhiều deck sợ bị úp mặt hơn là sợ bị destroy. Cho nên Snow có thể nói là một kẹt vừa công vừa thủ được. Trong tên mình thì có thể nhảy lên để làm nguyên liệu để làm rất là nhiều thứ. Rồi, vừa thả được 2 ban list thì Snow lại vào tù nữa rồi. Rồi, nhân vật bị ban tiếp theo là con Ronin Todin. Tại sao con này là bị ban mà không phải hai con cốc? Cốc tuyệt vời và con cốc đổi, Swap Rock. Thì theo như mình nghĩ là ba con này con nào bị hit cũng được hết. Riêng cái con Ronin Todin này nó là một thứ không thể thiếu trong cái combo. Nó có thể nhảy lên bao nhiêu lần cũng được miễn sao với bộ bạn còn cốc. Và nó ngoài ra nó còn là nguyên liệu cho những cái con của supply, giống như là con supply F nó có thể tự kéo được. Và khi mà cái mảnh ghép quan trọng á bị ban đi thì hả, chắc là supply cũng sẽ không chơi cái engine cốc nữa đâu. Thì tại sao không ban tới Teleosom? Thì tại vì nếu mà ban tới Teleosom rồi á, supply vẫn có thể chơi cốc được, nhưng mà không dùng để làm nguyên liệu exit nữa, mà có thể dùng làm nguyên linh hoặc là exit lên những cái con khác. Rồi, còn Totila Awesome thả là để dành cho những deck giống như deck cá, deck Marisset gì đó có thể vẫn chơi được bình thường, tại vì mấy con nó chơi thông qua Bahamut sắc. Tiếp theo là con chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Richon Harry Fee Brad. Mình xin gọi con này Little Fever nha, mình nói quen rồi. Rồi, về con Little Fever này thì có rất là nhiều người đòi ban nó từ rất là lâu rồi. Thì tại sao nó bị ban? Thì mọi combo, rất nhiều combo ha, đều liên quan tới nó. Hai con Tuner lên Fever, một con Tuner và một con khác lên Fever. Bạn có hai con, kiếm hai cái con gì mà gọi ra được Tuner lên Fever. Tất cả combo đều access qua con Fever này. Thì trước đó một con nó bị ban nhờ vào con Fever này, mà nó đã bị ban là con Linh Cross. Nạn nhân tiếp theo của con Fever này là con máy bay, một chiếc máy bay Linh Ba. Và khi mà hai con nó bị ban thì người ta lại dùng chính effect của con Fever này để tự chơi chính nó luôn. Thì con này có một cái quyết effect là trong main phase của up có thể banish nó, banish là Cross. Bạn rất là khó khi mà những cái banish là Cross, chiêu là Cross, bạn rất là khó để ngăn chặn nó. Để làm gì? Để gọi ra một con Syndro Tuner từ SK deck. Thường những con Syndro Tuner từ SK deck nó sẽ có effect lại tự nhảy đi để Syndro trong lượt của đối phương nữa. Người ta sẽ lên một cái detrup bình thường là Baron ha. Và những con đó bình thường sẽ có những cái F khi summon giống như là TG Magician, đúng không? TG Magician nó sẽ bắn một spell card trên sân. Hoặc là con gì sa mạc á, tôi không nhớ, con côn trùng giật một hand của up. Đây con này nè, đó, giật một hand của up. Hoặc là có thể sử dụng combo này để lóc extra với cái lưỡi liềm đó. Thì con Fever này bị ban là đúng rồi. Con Fever này bị ban thì nó sẽ để ra một cái hệ lụy, đó chính là những con Tuner trước đó bị ban cũng vì con Fever này luôn sẽ được thả.
Rồi lát nữa nó sẽ thải những con gì. Tạm thời lát nữa mình sẽ nói tiếp ha. Tiếp tục là con Chaos Ruler. Rồi con này cũng là một con đi chung với con Fever luôn. Con này là trong combo một cái Etele nó có thể mill ra 5 cạc và lấy một đắc lai lên. Thậm chí nó còn có effect tự chồi lên từ mộ nữa. Effect con này khá là, mình đánh giá nó khá là mạnh ha. Tại vì nó là một con Synchro 8 sao. Mà miễn sao deck Synchro nào chơi cũng được, deck không cần Synchro chơi vẫn được. Thì effect của nó sẽ tự kéo, nó sẽ mill 5. Sau đó bạn sẽ dùng nó để đem làm nguyên liệu Linh hoặc là đem làm nguyên liệu Synchro tiếp, làm nguyên liệu cho bất kỳ cái gì cũng được. Và nó có thể tự banh nếp một đắt và lai dưới mộ để nó nhảy lên. Tiếp tục bị ban là Red Reboot. Mình không hiểu tại sao Konami lại ban cái này. Thì chắc là tại sắp ra chắp deck rồi cho nên ban để bán kẹt. Rồi tiếp tục là danh sách Limit 1. Đầu tiên những theo mình nhìn danh sách này thì không có kẹt nào bị Limit 1 hết mà toàn được thả thôi. Đây là những thanh niên vừa mới ra tù. Thứ nhất Blackwing Steam The Club và Mecha Phantom Beast Orion. Hai con này bị thả, các bạn cũng đã biết lý do rồi. Tất cả là tại tất cả là tại Needle Fever. Rồi tiếp theo kẹt được thả tới đây là Cybertra. Kẹt này cũng là một kẹt khá là cổ ha. Có effect là clip lên thì cho hết quái và SKV top 5 bắt sổ hết những con quái trong đó. Thì cũng là một effect SKV top cũng rất. Effect này nghe qua thì khá là mạnh ha, nhưng mà nó phải clip lên. Thì trong format, trong cái meta mà nhanh như bây giờ thì clip lên con này lên thì cũng khá là khó. Nếu mà tùy phát được chắc cũng sẽ ăn mì gây thôi. Rồi tiếp tục, thì tiếp tục là con Subtitop. Một con cóc nữa. Tại sao lại banh cóc kia mà thả cóc này? Thì con cóc này nó ở trong một combo FTK, nhưng mà phải có con Ronin Todin thì nó mới FTK được. Giờ nên con Ronin Todin bị ban rồi thì không có lý do gì mà Konami không thả cóc này cả. Còn mọi người hỏi tại sao không dùng con cóc này để FTK trong supply thì mình không nghĩ có ai cao siêu nghĩ được tới cái combo như vậy đâu. Tiếp theo là Spellbook of Judgment. Konami đang có xu hướng thả lại những cái cạc cũ ha. Thì Spellbook bây giờ cũng không phải một thế lực trong meta nữa. Không biết là cái lần thả Spellbook of Judgment này nó có đem lại lợi ích gì không. Thường thì mình thấy Spellbook người ta sẽ ít chơi thuần, người ta sẽ chơi với Pendulum để làm một cái engine draw. Không biết người bây giờ Pendulum có chơi thế nào, nhưng mà Pendulum bây giờ thì nó cũng đã mất đi Electromite rồi, cũng giống như hổ không có răng vậy đó. Thả Spellbook of Judgment chắc nó mọc thêm 2-3 cái răng nữa, ăn rau cũng được. Tiếp theo Apprentice of the Red Lotus. Rồi cạc này khá hiện tại khá nhiều người chơi ha, khá là mạnh cho nên nó cần phải nó bị liên mạch là đúng. Okay. Nó là giống như cái chỉ tay đó nhưng mà nó màu đỏ, nó là chỉ thẳng mặt. Chỉ thẳng mặt vô, ê đưa cạc cho tao đó, là mình sẽ phải show hand cho up coi. Mình phải đưa những thứ mình đang cầm trên tay cho đối phương mình coi. Và đối phương có quyền banish một cạc. Banish đúng không? Đối phương có quyền banish một cạc cho tới lượt sau của mình. Cuối lượt hay lượt sau gì đó mình không nhớ rõ. Nhưng mà nói chung là tên đó mình sẽ không được chơi cái cạc đó trong cái lượt đó. Rồi, vì sao nó mạnh? Thứ nhất, nó làm mình trừ 1. Nó làm mình, ví dụ mình đang có 6 cạc trên tay mà bây giờ mình chỉ còn có 5 cạc thôi. Và không phải là random nha, nó trừ 1 không phải random mà là đối phương được chọn và được coi hết cái tay của bạn. Cho nên đối phương có thể nhìn cái tay bạn và bật ra những chiến thuật của họ. Đó, những cạc được thả 1 và bị limit 1. Tiếp theo là những cạc được thả 3. Không có cạc nào semi hết nha. Ballet này không có semi limit. Rồi, Unlimited. Đầu tiên chúng ta sẽ có Dynamite Churako. Rồi con này thì Churako bây giờ cũng chơi cũng tạm được. Thả con này ra thì cũng không thành vấn đề cho lắm. Tiếp tục Cyber Angel Benten. Rồi Benten chơi nghe biết đấy gì rồi. Rai trong hoặc là những cái retool khác.
thì đặc biệt với Rai Chong thả cái nét này để Konami có thể là đang cho những cái meta cũ lên để cạnh tranh với những cái meta mới. Nhưng mà cái lần thả con Menten này thì Menten lại sạch Eva mà Konami lại chưa thả Eva. Cho nên thả Cyber Angel Menten giúp cho Rai Chong giống như hổ mọc thêm cánh, nhưng mà chỉ mọc được có một cái cánh thôi. Rồi tiếp theo, Shooting Riser Dragon, con này được thả ba. Tại vì Needle Fever sẽ gọi lên con này, hoặc là cái gì đó sẽ gọi lên con này, và con này sẽ Sentinel. Cái quan trọng effect của nó là Sentinel xuống. Thường thì người ta sẽ Sentinel xuống, nhưng mà Sentinel bị ban rồi cho nên nó được thả ba. Và Needle Fever cũng bị ban rồi cho nên con này được thả cũng hợp lý. Tiếp tục Fusion Destiny. À, như mình đã nói, Konami có xu hướng thả những cái card cũ. Không phải card cũ, card này cũng không cũ lắm, nhưng mà nó sẽ cho những cái meta cũ lên cạnh tranh với những cái meta mới để cái bánh xe meta nó có thể đa dạng hơn. Rồi. À, và quan trọng hơn là Anaconda bị ban từ cái ban list trước rồi, cho nên này bây giờ thả ba Fusion Destiny cũng hợp lý thôi. Tiếp theo, Nadir 7. Rồi trường hợp này chen trường hợp của Fusion Destiny. À, Konami muốn những cái meta cũ cạnh tranh với meta mới. Tiếp theo, Chista Lifestyle. Rồi cái này gian trường hợp ở trên luôn, có thể nói như vậy. Nhưng mà mình đang nghĩ một cái combo, không biết là nếu mà chơi Chista với Brandon ra một con hả bay 600 điểm gốc với lại một dàn Chista bên thì ốp thở cũng ra đam. Và cuối cùng trong anh list trên này đó chính là War of Revealing Light. Mình không biết tại sao thả này, các bạn tự động effect đi. Rồi, sau khi đọc effect xong thì các bạn thấy gì? Cái này thì nói thiệt thì mình không biết. Trước đó hình như là Semi Limit thả 3, Semi thì cũng không ai chơi, thả 3 thì cũng không biết có ai chơi hay không. Có thể nó phục vụ cho một cái chiến thuật gì đó hồi đó. Ai biết thì để lại comment ở dưới để mọi người cùng đọc nhé. Rồi, nhận xét về kỳ này Konami Valis khá là thông minh ha. Có thể vừa hit nhẹ meta mới nhưng mà vừa đẩy những cái kẹt cũ lên. Và đặc biệt Mythic Mai vẫn chưa bị ban. As you can see, I am not dead. Rồi đó là một số ý kiến cá nhân của mình về ban list kỳ này của Konami. Nếu các bạn có thắc mắc, để lại bình luận ở dưới phần comment. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, hy vọng sẽ gặp lại mấy bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Ê, nó không ban Mythic Mai.